khi mà con chơi thể thao thì con được làm chính mình, vì con sẽ cố gắng hết sức để con có thể đạt được mục đích. Ban đầu tụi con bị thua tới 4 điểm, nhưng mà đạt được cái này là quá hay rồi, quá tuyệt vời, con quá vui.